Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Đây là món phở mình đã làm xong rồi các bạn. Mình không có dùng bột ngọt. Để làm sao được cái món phở như vậy, mình xin hướng dẫn các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Xin chào quý vị và xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách nấu phở các bạn. Thì nguyên liệu của chúng ta cần là một cái đuôi bò và xương bò mình đã ngâm ở trong này nè các bạn. Và chúng ta cần là thịt bò tái, lá sách và bò viên. Thì cái bò viên mình đã có cái video cho các bạn cách làm rồi. Thì cái này là tùy nha các bạn. Hiện tại ở trên bàn của mình ở đây là mình có 1 kg bò tái. Cái phần xương với cái đuôi bò mình đã ngâm ở trong này rồi. Mình sẽ ngâm 5 phút. Mình rửa sạch rồi mình sẽ đem trụng với nước sôi. Hiện tại thì trên bếp mình có đang để nồi nước sôi rồi. Tí nữa mình ngâm xong mình sẽ đem vào mình trụng các bạn. Và chúng ta không thể thiếu là phở các bạn. Đây là phở tươi. Đây mình có mua ở ngoài tiệm về đây. Và chúng ta cần là củ hành, củ gừng và ngũ vị hương. Ngũ vị hương của mình là có quế này, hoa hồi, rồi thảo quả, rồi đinh hương và hạt ngò dí các bạn. Đấy, ngoài ra chúng ta cần là 2 khúc mía. Đấy, cái mía này thì mình chặt ở trên cây rô. Tại sao mà hôm nay mình lại có mía ở trong cái món phở của mình? Là cái hôm nay mình sẽ nấu phở là mình sẽ không có dùng bột ngọt các bạn. Mình sẽ là xài là mía, là nó sẽ cho vào nước nó sẽ ngọt. Thì cái mía này, những cái này mình, cái phần này mình sẽ tí nữa mình sẽ đem vào mình nướng. Thì cái mía này mình nướng rồi sau đó mình sẽ chóc vỏ ra, rồi mình chặt nhỏ rồi bỏ vào nồi hầm xương cho nước nó ngọt nha các bạn. Nó ngọt tự nhiên, không cần dùng đến bột ngọt. Nó vừa đảm bảo cho sức khỏe của gia đình chúng ta và là ngon nữa các bạn. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta làm món phở truyền thống của người Việt chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ cho mía lên trên bếp mình nướng các bạn. Và còn cái phần ngũ vị hương mình sẽ cho vào trong cái nồi hoặc là cái chảo. Mình sẽ rang lên các bạn. Đấy. Cái này các bạn có bếp than các bạn nướng thì nó tốt hơn các bạn. Thì nó thơm. Nhưng mà mình không có bếp than thì mình nướng bếp ga. Đấy, cái phần ngũ vị hương mình đã nướng rang xong ở đằng kia. Các bạn nướng cũng được. Mía mình đang nướng, hành mình nướng, rồi gừng mình nướng như vậy các bạn. Các bạn nướng là khi nào cái vỏ nó cháy ra thì mình sẽ bóc vỏ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu một món phở đặc biệt. Bởi vì là mình có tiễn một người bạn từ Mỹ qua Úc chơi. Hôm nay họ trở về Mỹ cho nên là mình sẽ làm một món truyền thống đơn giản để tiễn bạn lên đường đi trở lại Mỹ. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái phần xương với đuôi bò vào trong cái nước sôi. Mình đã nấu sôi rồi các bạn. Mình sẽ trụng. Mục đích của chúng ta làm như thế này là để cho nó bong mấy cái chất dơ ra các bạn. Để thì cái nước của mình nó sẽ trong. Khi mà chúng ta cho vào nó sôi lên các bạn, chúng ta sẽ đổ một chút xíu giấm rồi các bạn. Cái lý do mà chúng ta bỏ chút xíu giấm rồi là để cho cái xương của mình nó sạch. Và cái vết của nó bám mà nó sẽ cho bong hết ra các bạn. Đây các bạn nhìn đây. Rồi chúng ta sẽ bỏ ra ngoài, chúng ta rửa liền các bạn. Rồi sau khi luộc xong các bạn, chúng ta bỏ ra chúng ta rửa bằng nước lạnh các bạn. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ làm nước nấu phở nha các bạn. Đấy, hành chúng ta nướng xong, chúng ta sẽ bỏ vào nồi và chúng ta sẽ gọt vỏ gừng các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho gừng vào các bạn. Rồi chúng ta sẽ bỏ hết cái chỗ mía này vào trong nồi. Rồi bây giờ những cái ngũ vị hương là mình đã rang, mình đã nướng xong rồi các bạn. Mình sẽ cho vào cái túi vải như vậy để mình cho vào cái nồi nấu phở của mình. Đó, chúng ta sẽ cho vào trong nồi phở. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho đường phèn vào các bạn. Thì cái này là tùy khẩu vị của mình. Ở đây là mình sẽ cho là 25 g. Và cái nồi này của mình là mình sẽ cho là 10 lít nước. Và mình sẽ cho là nước mắm rô. Đó, cái này thì tùy khẩu vị các bạn. Cái lý do mà mình cho nước mắm vào trước là để cho cái mùi nó thơm và nó không có mùi mắm các bạn, và nước của mình nó sẽ trong. Còn cái đường phèn này chúng ta cho vô là để cho nước của mình nó sẽ ngọt và nó ngọt thanh. Bây giờ chúng ta sẽ cho lên bếp chúng ta hầm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái nồi nước xương của mình lên trên bếp mình hầm các bạn. Các bạn mở lửa lớn. Khi nào mà thấy nước nó sôi thì chúng ta sẽ vặn lửa nhỏ lại các bạn. Rồi bây giờ cái nồi phở của mình nó sôi các bạn. Chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa xuống. Hiện tại mình đứng đây mình ngửi thấy cái mùi phở rất là thơm nha các bạn. Đấy, mình sẽ tiếp tục mình để như vậy, mình hầm xương các bạn. Rồi các bạn, cái nồi nước phở của mình giờ xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị là chúng ta sẽ múc ra tô. Đó, chúng ta sẽ cho muối rồi các bạn. Chúng ta nếm khi nào mà khẩu vị của chúng ta vừa là được này. Chúng ta làm theo cách này thì cái nồi nước lèo của mình rất là trong nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy ra tô các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy nước sôi chúng ta. Đấy là bò. Chúng ta chỉ cần trụng sơ thôi. Và chúng ta sẽ cho thịt bò lên. Bò viên thì chúng ta sẽ thái như vậy. Nếu mà các bạn cho nguyên miếng vào thì cũng không sao. Rồi chúng ta sẽ cho sách bò lên các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho hành lá với hành củ đây. Chúng ta thái ra rồi. Chúng ta sẽ bỏ lên tô phở của chúng ta. Rồi bây giờ cái món phở của mình xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử các bạn. Mình sẽ cho ra đỗ vô. Mình sẽ cho chanh vô. Rồi tiếp theo là mình bỏ ra húng quế lên. Mình đứng đây thì mình ngửi thấy cái mùi phở rất là thơm. Ngon các bạn. Hương vị của truyền thống. Mình thích ăn tương cay. Mình cho vô. Rồi mình sẽ cho tương đen vô các bạn. Rồi mình ăn thử các bạn. Rất là ngon các bạn. Đậm đà. Nước cái mía này cho vào nó rất là thơm. Mà nước nó ngọt mà chúng ta không cần cho bột ngọt các bạn. Thịt bò này. Đặc biệt là ăn cái này là các bạn ăn xong không có bị khát nước nha các bạn. Nếu mà mình cho bột ngọt nhiều quá ăn xong rất là khát nước. Đấy, mình sẽ phải kiểm tra thêm một lần nữa. Rất là ngon các bạn. Rồi chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. See you next time. Bye bye.